Kính thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây thì blockchain nổi lên như một giải pháp công nghệ cho nhiều ngành kinh tế quan trọng ở các nước trên thế giới. Các chuyên gia đánh giá thì Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển công nghệ blockchain. Tuy nhiên thì khó khăn của thị trường Việt Nam là chưa có được những thông tin chính xác và đủ đầy về công nghệ mới này. Bên cạnh đó thì hiện vẫn thiếu một khung pháp lý rõ ràng để định hướng hoạt động cho doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng về kinh tế và nhân lực để phát triển blockchain khi mà Việt Nam có tỷ lệ dân số trẻ, nền tảng giáo dục và nghiên cứu học thuật mạnh mẽ, đặc biệt là trong toán học, mật mã học và khoa học máy tính. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang thiếu một khung pháp lý rõ ràng để định hướng hoạt động cho các doanh nghiệp, đồng thời cần có sự hỗ trợ từ phía chính phủ trong việc tiếp thị truyền thông. Để phát triển thành công các sản phẩm công nghệ blockchain, không nhất thiết cần đến sự hỗ trợ từ chính phủ vì nó cũng tương tự như việc phát triển một sản phẩm thông thường. Tuy nhiên, về khía cạnh phát triển dịch vụ blockchain và đưa vào ứng dụng rộng rãi trong xã hội, chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của chính phủ. Tôi không nói đến khía cạnh hỗ trợ tài chính, mà là hỗ trợ về mặt tiếp thị truyền thông. Chính phủ cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền không chỉ về công nghệ blockchain, mà còn về văn hóa và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng. Đó sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp kích hoạt mạnh mẽ sự phát triển công nghệ blockchain tại Việt Nam. Mặc dù công nghệ blockchain đã phát triển từ nhiều năm trở lại đây, tuy nhiên blockchain hiện nay vẫn chưa được hiểu một cách đầy đủ và chính xác. Một ví dụ điển hình là vẫn còn nhiều người cho rằng công nghệ blockchain và tiền mã hóa là một, trong khi thực chất tiền mã hóa chỉ là một ứng dụng của blockchain trong lĩnh vực tài chính và giao dịch thanh toán. Thông tin chưa chính xác đang là trở ngại để công nghệ blockchain được ứng dụng vào thực tế. Thế nên chiều ngày hôm qua 17 tháng 10, tạp chí Nhịp cầu đầu tư và Infinity Blockchain Lab IBL chính thức ký kết hợp tác truyền thông. Theo đó thì tạp chí Nhịp cầu đầu tư sẽ trở thành đối tác truyền thông chính của IBL tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Sau khi hai đơn vị ký kết thì chúng tôi mong là sẽ được truyền tải thông tin đến cộng đồng nhiều hơn. Không chỉ là thông tin cơ bản về blockchain mà còn ứng dụng của blockchain vào đời sống. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp những cái cập nhật tình hình xu hướng về blockchain trên thế giới, cũng như là giới thiệu những trường hợp mà ứng dụng thành công blockchain hiện nay, để mình có một cái nền tảng cơ bản về thông tin gửi đến cho cộng đồng. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào công tác giáo dục và gia tăng nhận thức xã hội thông qua những buổi hội thảo, khóa học đào tạo blockchain dành riêng cho các cơ quan chính phủ và trường đại học. Bằng cách đó, chúng tôi hy vọng có thể chấn chỉnh những thông tin sai lệch, cung cấp khái niệm chính xác nhất về blockchain và tiền mã hóa. Đây sẽ là những hoạt động chính mà IBL sẽ tập trung phát triển trong vòng một năm tới. IBL hiện là đơn vị đang cung cấp các giải pháp công nghệ blockchain cho ngành tài chính, fintech, ví đồng tiền mã hóa, Infinito Wallet, xác minh định danh cá nhân BlockPass cho nhiều đối tác trên thế giới. Tại Việt Nam, IBL chuẩn bị giới thiệu giải pháp trong nông nghiệp với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm FruitChain. Trong khi đó, đại diện tạp chí Nhịp cầu đầu tư cũng cho biết thêm, sắp tới sẽ có lượng bài rất lớn về blockchain đăng tải ở các phiên bản báo giấy, báo và fanpage tạp chí này cũng như trên website của IBL. Ngoài ra, thì khi nhận được bất kỳ một câu hỏi nào từ độc giả, Nhịp cầu đầu tư sẽ gửi câu hỏi về cho IBL để có những giải đáp chính xác và đầy đủ nhất. Với sự phổ biến ngày càng rộng rãi, blockchain hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cách mạng đa ngành nghề trong tương lai gần ở hầu khắp các nước. Tuy nhiên, để sử dụng ứng dụng blockchain một cách hiệu quả thì cần có sự hiểu biết đầy đủ và chính xác của chính người dùng. Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ giữa ba bên là chính phủ, doanh nghiệp và truyền thông để đưa blockchain gần gũi với người dùng, từ đó khai thác những ưu điểm vượt trội mà công nghệ mới này mang lại.